Hello, xin chào các bạn và các em. Đây là David Nguyễn của Mypass Academy. Năm mới xin chúc mọi người an khang thịnh vượng. Mấy hôm nay mình bận quá cho nên là không có thời gian. Trẻ nhưng mà có lẽ cũng thà có hơn không. Ok, năm mới năm nay là năm con heo ha. Chúc mọi người gia đình khỏe mạnh và mong phát tài. Nói tới làm ăn phát tài mình phải hiểu cái đạo lý đó chút xíu. Dịp này, dịp chút Tết này thì mình cũng chia sẻ chút xíu với các bạn. Cái đạo lý là mình phải hỏi là tiền tài nó từ đâu tới. Không phải là mình ra đường tranh giành là được. Tiền tài ra đường tranh giành không có được. Trong cái số phận của mình, trong cái vận mệnh của mình, vận mạng của mình nó có thì nó sẽ có. Như số của mình là suốt đời nghèo. Trong cái số phận của mình là không có cái tài khố, có lẽ là trong kiếp quá khứ là không có tu tài bố thí, không có giúp đỡ người khác. Trong quá khứ có lẽ mình giúp nhiều người học hỏi, cho nên là cũng may mắn là cái kiếp này cũng còn chút ít thông minh. Cho nên quý vị năm mới cố gắng làm nhiều điều tốt, giúp bà con, giúp bạn bè, giúp thân bằng quyến thuộc. Thì cái đạo lý này nó rất rõ ràng ở trong đạo Thiên Chúa Giáo, đạo Phật, đạo nào cũng vậy. Đạo Thiên Chúa Giáo, Chúa dạy là ai đói thì mình phải cho người ta ăn. Đói phải cho người ta ăn, cát cho người ta uống, người ta lạnh phải cho người ta mặc. Đạo Phật thì Đức Phật nói rất là rõ ràng. Đức Phật cũng nói là muốn giàu có tiền tài phải tu tài bố thí bằng cách nào? Quý vị phải cho. Tiếng Anh nó cũng có câu ha. Tiếng Anh có câu là if you want to get first you have to give. Tức là muốn có trước tiên là mình phải cho. Mình cho với cái tâm thành kính. Lúc nào quan tâm giúp đỡ người khác. Các bạn làm được như vậy, chắc chắn sẽ phát tài. Chứ không thể đi ra ngoài tranh giành được đâu. Không có cái chuyện, không có cái đạo lý là tổn người lợi mình được, không có cái đạo lý đó. Lợi người mới lợi mình được. Cho nên các bạn năm mới được cố gắng làm nhiều điều tốt, làm nhiều việc thiện. Làm càng nhiều, cho càng nhiều nó càng tới. Tại sao mình biết điều này? Mình có biết được hai người rất là thành công. Một người là bạn học với mình. Hiện nay ông ta đang ở dưới Houston. Bạn học từ trung học, rất là giàu. Anh ta qua Mỹ cũng cùng năm với mình, năm 1992, làm ăn rất là thành công, làm về xây dựng là building nhà cửa, rất là giàu, rất đa nhà cửa, rất là giàu. Thì cái bí mật là gì? Bí mật là ông ta giúp người nghèo rất là nhiều, ông ta đạo Thiên Chúa Giáo, giúp đỡ rất là nhiều người. Hội hết hội này, xóm đạo này, nhà thờ này, nhà thờ kia, rồi hội này, hội từ thiện, mọi người tới ông ta đều cho, ông ta giúp rất là nhiều người. Mà giờ ông ta phát tài, rất là giàu có. Có một người nữa mình biết là cô ta ở bên ngoại quốc. Con người rất là thật thà đàng hoàng, làm ăn rất là chân chính, không trốn thuế, không trộm cắp. Làm ăn rất là thành công. Bí mật là gì? Lúc nào cô ta cũng làm ăn rất là ngay thẳng và cho, giúp đỡ mọi người rất là nhiều. Cho quần áo, đủ mọi thứ, tiền bạc, làm ăn rất là thành công. Cho nên là mình nhìn vô những cái gương đó là mình học hỏi. Cái số phận mình cái kiếp này có lẽ là rất là nghèo, có lẽ đủ ăn thôi, nhưng mà vui. Chia sẻ với các bạn, cái này cũng là một trong những cái điều an ủi của đời mình. Mình phải biết, hiểu cái đạo lý, cái gì cũng vậy. Phải hiểu cái đạo lý, tiền tài, sức khỏe là gì, mình phải hiểu cái đạo lý đằng sau những cái đó. Phải có phương pháp chính đáng, chính xác. Các bạn làm cái gì cũng vậy. Nhất là trong cái vấn đề làm ăn. Trèo càng cao, té càng đau. Cho nên là quý vị phải xài phương pháp đúng đắn. Thứ nhất, không nên trộm cắp. Tâm mình lúc nào phải ngay thẳng, cố gắng làm ăn ngay thẳng. Phải hợp tình, hợp lý và nhất là phải hợp pháp. Cái điều đó mình làm chưa được. Nhiều trong một đời mình nhìn lại nhiều cái là mình làm chưa đúng, chưa nhiều cái chưa hợp tình, chưa hợp lý và chưa hợp pháp. Cho nên ba cái điều đó là quý vị lúc nào cũng phải cố gắng giữ trong tâm, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Cái đồng tiền đó là tôi có thể nên lấy hay không?
có cái nem chanh dành hay không. Cứ để cân nhắc mình lấy cái đồng tiền đó nó có hợp tình hợp lý hay không, và nó có hợp pháp hay không, có nên lấy hay không. Nếu mà không đúng mấy cái đó quý vị lấy được thì nó cũng đi mất, không giữ được. Tai nạn nó sẽ tới hoặc là bệnh hoạn nó sẽ tới, nên phải hết sức cẩn thận. Ok, thời đầu năm xin chúc mọi người vui vẻ mạnh khỏe, cố gắng giúp đỡ người khác, làm tất cả mọi điều thiện, đừng làm điều ác là quý vị sẽ phát tài. Ok, Happy New Year, chúc các bạn Happy New Year. Bye bye.